Hello cả nhà, Lâm Hùng đang ở trên tầng sân thượng của một tòa nhà cao 27 tầng để thực hiện những MV mới. Cả nhà ơi, đây là công sức của Lâm Hùng bỏ ra, hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ Lâm Hùng nha. Cảm ơn cả nhà.